thì đây nè quý vị, trước mặt của mình đây là cây cầu lịch thời thượng nha quý vị, mới vừa sửa lại nên cây cầu rất là tốt nha quý vị. Mình qua khỏi cây cầu này chút xíu sẽ quẹo bên tay phải để đi vào trung tâm lịch hội thượng. Trước mặt của mình quý vị, đây là trung tâm lịch hội thượng. Một chút xíu nữa mình sẽ đi ngang chợ lịch hội thượng luôn. Thì lịch hội thượng bây giờ thấy khá phồn vinh nha quý vị, nhìn rất là đẹp. Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị. Chúc quý vị một ngày vui vẻ và an lành. Hôm nay cảm nhận cuộc sống có dịp đi xuống lịch hội thượng nên sẽ quay lại một đoạn video cho quý vị xem chơi cho vui. Thì cảm nhận cuộc sống đang chạy ở đây là ấp Dòng Giữa lịch hội thượng nha quý vị. Một chút xíu nữa mình sẽ tới cầu lịch hội thượng. Giờ này thì có nhà cuộc sống đang đi là khoảng 1 giờ trưa đó quý vị, nên nắng cũng khá gắt, đường phố cũng khá vắng. Thì đây nè quý vị, trước mặt của mình đây là cây cầu lịch hội thượng nha quý vị, mới vừa sửa lại nên cây cầu rất là tốt nha quý vị. Mình qua khỏi cây cầu này chút xíu sẽ quẹo bên tay phải để đi vào trung tâm lịch hội thượng. Đây bây giờ mình quẹo phải nha quý vị. Đường đi vào lịch hội thượng bây giờ khá tốt nha quý vị. Rồi, tới đây là mình đã chuẩn bị tới trung tâm của lịch hội thượng rồi nghe quý vị. Chút xíu nữa thôi sẽ tới trung tâm. Thì cảnh cuộc sống đang chạy trên đường này, thấy cái bảng hiệu của bà con treo ở trên đó quý vị. Đây là đường Hai Bà Trưng nha quý vị. Đường Hai Bà Trưng, lịch hội thượng.
trước mặt của mình quý vị, đây là trung tâm lịch hội thượng. Một chút xíu nữa mình sẽ đi ngang chợ lịch hội thượng luôn. Thì lịch hội thượng bây giờ thấy khá phồn vinh nha quý vị, nhìn rất là đẹp. Đây nè quý vị, trước mặt của mình đây là khu vực chợ lịch hội thượng. Nhưng mà giờ này thì khoảng 1 giờ rưỡi trưa đó quý vị, nên chợ cũng đã tan rồi, nên chợ khá vắng nha quý vị. Đây trước mặt của mình đó quý vị, đó là chợ lịch hội thượng. Thì Cảm Nhận Cuộc Sống cũng có quay một video về chợ lịch hội thượng rồi, có đi vô chợ quay rồi luôn. Hôm nay chỉ đi ngang thôi để quay cho quý vị xem, chơi cho vui thôi, xem đường phố của lịch hội thượng bây giờ khác xưa như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường quý vị, để đi dạo, đi tham quan lịch hội thượng năm 2023. Thì Cảm Nhận Cuộc Sống đang chạy xuống tới đây là ấp phố dưới B nha quý vị, ấp phố dưới B lịch hội thượng. Rồi, vậy là Cảm Nhận Cuộc Sống đã cùng với quý vị đi dạo một vòng tham quan lịch hội thượng. Thì bây giờ Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ ngừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu quý vị thấy hay, nhớ like và share giúp Cảm Nhận Cuộc Sống nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Bye bye.